Hôm nay là một chủ đề khá là hot đúng không? Bởi vì chúng ta cũng phải chuẩn bị dần đi. Một số anh chị thì muốn năm mới mình sẽ có một công việc mới bằng tiếng Anh đấy, và chính bởi vậy sẽ phải đi phỏng vấn bằng tiếng Anh đấy. Còn dành cho những bạn sinh viên thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị đúng không? Biết đâu đấy trong năm mới này mình lại có được một cơ hội công việc mới bằng tiếng Anh thì sao? Đấy, thì cái chủ đề ngày hôm nay đó là cách để chúng ta có thể phỏng vấn bằng tiếng Anh như nào. Đến từ cô giáo Trang Elena, một người đã có rất nhiều kinh nghiệm đi phỏng vấn người khác rồi, cho nên là và phỏng vấn tiếng Anh, ví dụ như là phỏng vấn các vị trí class leader, tức là trợ giảng, hay là coach, huấn luyện viên tại Ayolo đấy. Cho nên là đây là một lời khuyên từ một người đi phỏng vấn người khác, cho nên các bạn hoàn toàn có thể tin tưởng nha. Các bạn ấy, nhiều bạn, rất là nhiều bạn nghĩ rằng là khi mà mình đi phỏng vấn bằng tiếng Anh thì cứ đến đúng ngày đấy là mình xách mông đến phỏng vấn. Thì thực ra là đấy là cái tư duy của rất nhiều bạn sinh viên, hoặc là những bạn mới đi làm, hoặc những bạn không có kinh nghiệm ấy. Còn để trở thành một người đi phỏng vấn lão luyện, một người mà phỏng vấn 10 nơi thì chắc cú được trúng tuyển tới 9 nơi rưỡi, thì là những người mà họ có chiến lược tốt hơn rất là nhiều. Đó, ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các bạn những cái chiến lược đó. Ok, rồi. Cái số 1 đó là chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu rất là kỹ cái nơi mà các bạn sẽ ứng tuyển là gì. Các bạn đừng theo kiểu là chọn bừa một nơi xong rồi đi phỏng vấn thử xem như thế nào, thì rất là tội cho mình và tội cho cả người phỏng vấn nữa. Chúng ta hãy list ra một danh sách, đầu tiên công việc mình mong muốn là gì, một cái tiêu chí của một cái công ty rất là dream job ấy, tức là kiểu là một cái nơi mơ ước của mình là như thế nào, các bạn gạch 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 ra. Và khi chúng ta tìm hiểu những công ty như thế thì chúng ta cũng viết xuống một vài cái tên, ví dụ ba cái tên, năm cái tên những công ty mà mình muốn. Sau đó các bạn sẽ phải vào trang web này. Ok, các bạn có thể tìm hiểu trên website, website đấy, trên website của họ hay là trên fanpage đấy, xem họ đang làm cái gì và họ đang có những đối tượng khách hàng như thế nào. Đấy, ví dụ như ở Ayolo chẳng hạn, thì là ở Ayolo chúng ta sẽ dạy tiếng Anh giao tiếp dành cho sinh viên và các anh chị đi làm. Đấy, thế một số bạn đến phỏng vấn vị trí giáo viên chẳng hạn, hỏi là ok, thế em đã đi dạy cho người lớn bao giờ chưa? Em chưa, em mới đi dạy cho trẻ con thôi. Em tưởng là trung tâm mình dạy trẻ con. Oh my goodness. Nếu thế rất là mất thời gian cho bạn ấy và cũng rất là mất thời gian cho nhà tuyển dụng luôn. Thì chúng ta nhớ là chúng ta phải tìm hiểu tất cả những cái thông tin. Rồi, tiếp nha. Đấy, thì chúng ta tìm hiểu trên website, fanpage, xem cái công ty đấy là về cái gì, này, cái đối tượng khách hàng của họ là gì. Thậm chí là những cái project, tức là những cái chương trình, những cái dự án mà họ đã từng làm trước đó, và thậm chí là những cái dự án họ sắp làm trong tương lai. Đấy, mình phải nắm rõ được những cái đấy để xem là ví dụ có những project mới trong tương lai thì mình có phù hợp với cái đó không, và mình có thực sự là mong muốn làm ở công ty của họ hay không. Đấy, đối với Ayolo ấy thì bọn cô làm việc một cách nói chung là cố gắng chuyên nghiệp một cách hết sức, cho nên thậm chí là gửi cho cả ứng viên những cái thông tin này để tìm hiểu, nhưng phần lớn các công ty khác họ không làm như thế đâu các bạn ạ. Các bạn phải hoàn toàn là tự chủ và độc lập trong cái việc tìm hiểu về trung tâm, về 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 cái công ty của họ. Ok, ngoài ra có một cái tip nữa này, đây là một cái tip cực kỳ hay luôn, đó là các bạn ấy trước khi đến phỏng vấn, các bạn thậm chí hãy tìm hiểu cái người founder của trung tâm đấy, tức là cái người sáng lập trung tâm đấy. À quên, sorry, cứ bị nói thành trung tâm. Ok, cái founder của công ty đấy, thậm chí là người CEO hay là giám đốc của cái công ty đó, hoặc là cái người phỏng vấn sẽ phỏng vấn các bạn trong cái buổi đấy là ai. Các bạn thậm chí có thể là hỏi hoặc là tìm hiểu đấy, để các bạn có thể lên Facebook kết nối với họ trước,
thậm chí là like, comment, inbox với họ trước luôn. Ok, đó là một cái nước đi cực kỳ là thông minh và nó sẽ giúp cho các bạn gây một ấn tượng không hề nhỏ một chút nào. Ok, đấy, và đấy là một cái, các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Đấy là một cái cách mà mình đã từng thấy một người duy nhất làm. Đấy, và mình không ngần ngại đã thuê người đó luôn, được chưa? Bởi vì đấy là một người cực kỳ chủ động và họ biết cách để tạo mối quan hệ, giữ mối quan hệ và biết cách gây ấn tượng với người khác, thì họ làm việc gì cũng sẽ tốt. Ok, rồi, đấy là cái phần số 1, đó là chúng ta sẽ tìm hiểu và tương tác trước với cái công ty đấy. Cái bước thứ 2, đó là chúng ta sẽ đến phần gọi là chuẩn bị. Chuẩn bị. Khi mà đến ấy, chúng ta sẽ phải có một cái tác phong chuyên nghiệp, tức là professional. Professional. Một tác phong chuyên nghiệp hết mức có thể. Đặc biệt là một số bạn sinh viên quen với việc là làm việc nó không có kế hoạch ấy, cho nên là đến muộn này hay là ăn mặc một cách rất là sinh viên này thì nó sẽ không phù hợp với lại cái buổi phỏng vấn. Và cái buổi phỏng vấn bằng tiếng Anh ngày hôm nay cô sẽ dành cho cả những anh chị đang đi làm rồi và cả những cái bạn sinh viên mà muốn phỏng vấn các công việc làm thêm mà bằng tiếng Anh nhá. Ok, cho nên cô sẽ nhắc cả hai luôn. Nhưng mà cái phong thái chuyên nghiệp nó sẽ dành cho everyone, tất cả mọi người đều cần phải có phong thái chuyên nghiệp như thế. Các bạn chú ý số 1, đó là trang phục. Đấy, tốt nhất nên là trang phục formal, tức là nó trang trọng một chút, có thể là áo sơ mi, sơ vin, quần âu đấy, hoặc là quần bò cũng ok, nhưng nói chung làm sao trông nó thật là gọn gàng, đầu tóc gọn gàng, ăn mặc gọn gàng. Đấy, và đến, phải đến, nhớ là đến sớm. Thậm chí là sớm hơn khoảng 10 đến 15 phút so với cái giờ họ yêu cầu. Đấy, thì nó sẽ tạo một ấn tượng rất là tốt. Và mình gần như sẽ loại ngay lập tức những bạn nào mà trong ngày đầu tiên đến phỏng vấn mà đã bị đi muộn. Trừ khi bạn đấy có nhắn tin trước là em xin lỗi, em xin phép muộn khoảng bao nhiêu phút đấy vì lý do ABC này kia. Nghe mà chấp nhận được thì may ra là còn xem xét. Còn nếu không ấy thì mình sẽ gần như loại thẳng tay luôn. Bởi vì những người như thế làm việc không chuyên nghiệp, làm việc theo cảm xúc, làm việc một cách không có kế hoạch tổ chức, thì nói chung hiệu quả công việc không bao giờ có thể tốt được. Được chưa? Đấy là cái điều chắc chắn đi. Đó. Ok, các bạn comment xuống xem bây giờ các bạn đang là sinh viên hay là đang đi làm nhé. Are you working or are you a student? Đấy, thì chúng ta comment xuống nhé. Xin chào Võ Khánh. Ok. Rồi, và các bạn tiếp tục share để 500 anh em biết tới và vào học nha. Đó, thì đấy là cái phần về professional, phong thái chuyên nghiệp. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần chính, đó là khi mà nói chuyện với nhà tuyển dụng thì chúng ta sẽ nói những cái gì. Đấy, thì cái bước đầu tiên khi mà các bạn được mời vào ấy, chúng ta sẽ có bước gọi là chào hỏi, đúng không? Greetings. Đấy, chào hỏi. Đấy, thì thường các bạn sẽ chào hỏi như thế nào? Các bạn comment xuống đi. Are you working or are you a student? Đó. Chúng ta sẽ chào hỏi như nào? Ok, rồi. Cách chào hỏi mà mình thấy là cũng khá là gây được ấn tượng tốt và có một cái sự chuyên nghiệp nhất ấy, đó là chúng ta có thể chào, đó là good morning. Đấy, tức là thường là buổi sáng hoặc là buổi chiều, đúng không? Good morning hoặc là good evening. Đấy, very nice to meet you. Nice to meet you. Đó. Xin chào buổi sáng và rất vui được gặp chị hoặc là gặp cô hoặc là gặp anh. Đó. Và chúng ta có thể là shake hands, bắt tay một chút. Đấy, mình chủ động nhá. Chủ động có thể là giơ tay ra, bắt tay. Theo một số cái quy ước quốc tế đối với nữ thì chúng ta sẽ chờ họ phải giơ tay ra bắt trước. Thì mình mới bắt tay. Nhưng theo kinh nghiệm của mình ấy, thì người Việt Nam thường không có thói quen bắt tay. Chính bởi vậy ấy, chúng ta cứ chủ động thôi. Chúng ta cứ giơ tay ra trước. Và nếu như mà họ
bắt tay, thường gần như là phần lớn họ sẽ bắt tay luôn, và họ sẽ cảm thấy là à, khi có một cái bộ cuộc bắt tay rồi, chúng ta trở nên thân thiết, gần gũi, và chúng ta trở nên gọi là formal hơn rất là nhiều. Đấy, thì mình luôn luôn sử dụng cái shake hands này trong những cái cuộc đàm phán, cuộc nói chuyện mà nó trang trọng một chút. Đấy, thì các bạn có thể chào hỏi như này và ngồi xuống. Sau đó chúng ta có thể nói thêm một vài câu như kiểu là ok, như thế này. Trong khoảng 10, 20, thậm chí là 30, thậm chí là 50 ứng viên mà cái nhà tuyển dụng đó họ phỏng vấn ấy, không có nhiều người show ra được rằng là họ thích cái công việc này như thế nào. Được chưa? Đấy, giống như kiểu là chúng ta yêu mà không nói ấy, thì không ai biết cả. Cho nên nếu như bạn đã tìm hiểu và bạn thực sự mong muốn làm việc ở công ty này thì đừng bao giờ ngần ngại, mình hãy thể hiện cái tình cảm đó ra. Sau khi nói xong câu này thì các bạn có thể tiết lộ thêm một vài câu, ví dụ như là I'm very excited, tôi rất là hào hứng. Đấy, ví dụ to talk to you chẳng hạn, hoặc là to meet you chẳng hạn. Đấy, bởi vì because đây là một công việc mà tôi mơ ước, because this is my dream job, this is my dream job. Ok, đấy, nếu như các bạn nhìn không rõ thì chúng ta có thể share livestream này về để chúng ta lưu lại và xem lại sau. Ok, đó, because this is my dream job, đây là một công việc mà tôi yêu thích, đáng mơ ước của tôi. Hoặc là because I really like this job, tôi thực sự là rất là thích cái công việc này. Đấy, hay là tôi thực sự nghĩ là mình phù hợp với cái vị trí này. I really think I suit, hoặc là this position is suitable for me. Đấy, đó, because nhá, bởi vì nhá, this position, cái vị trí này is suitable for me. Đó. I'm very excited to talk to you today because I think this job is really suitable for me. Hoặc là this position is really suitable for me. Đó, mình thể hiện ra thì họ sẽ thấy là ok, người này đã có một cái sự chuẩn bị, đã tìm hiểu về công việc và họ khá là yêu thích công việc ở đây. Ok, mình sẽ thích, đối với nhà tuyển dụng họ sẽ yêu thích những cái ứng viên nào mà thích cái công việc. Bởi vì những người mà đã đam mê và yêu thích công việc thì thường họ sẽ cống hiến nhiều hơn, họ sẽ làm việc chăm chỉ và có trách nhiệm hơn. Thế còn mình kiểu mình đến phỏng vấn chơi chơi, thích thì được thì được, mà không được thì cũng chả sao. Thì nói chung là rất nhiều ứng viên như thế. Thế cho nên các bạn hãy thể hiện ra một chút. Rồi, tiếp. Đấy, hoặc các bạn có thể nói là it's my honor to meet you. It's my honor. Honor có nghĩa là hân hạnh ấy, hoặc là tôi rất là kiểu đấy, tôi rất là hân hạnh được gặp cô ấy, to meet you. It's my honor to meet you. Because I really like this job. Đấy, ví dụ vậy. Rồi, đó, thì đấy là cái phần chào hỏi. Đấy, rồi tiếp theo cái phần số 2 đó là bắt đầu vào những cái questions, những cái câu hỏi phỏng vấn. Theo các bạn, câu hỏi nào sẽ được hỏi đầu tiên? Rồi, cái câu hỏi đầu tiên ấy, bạn nào mà đã có kinh nghiệm rồi, đi phỏng vấn rồi, kể cả bằng tiếng Anh hay tiếng Việt, thì chúng ta thường sẽ được hỏi một câu đó là please introduce yourself. Introduce yourself. Đấy, hãy giới thiệu về bản thân bạn, hay là tell me about yourself. Đấy, hãy nói cho bạn về, hãy nói cho tôi về bạn đi. Đó, thì câu hỏi này các bạn sẽ trả lời như nào? According to you, what is the most important skill that is required for this position? Nguyễn Việt Sơn,
câu hỏi đấy thì thường nó vẫn sẽ sau nhá. Tức là nó sẽ có rất nhiều câu hỏi các bạn nhá, cực kỳ nhiều câu hỏi. Tuy nhiên thì cô sẽ hướng dẫn những cái câu hỏi mà quen thuộc nhất và gần như là chắc chắn nó sẽ được động đến bằng một cái cách nào đó, có thể không phải hỏi trực tiếp như thế nhưng mà cái ý của người ta sẽ như vậy để các bạn có thể trả lời được. Đấy, thì chúng ta sẽ không cần phải nói một cái bài giới thiệu như kiểu là mình học ở trong level 1 nha. Mà chúng ta sẽ nói những cái đầu tiên, tất nhiên mình có thể là nói tên này, name, age. I'm John, I'm 28 years old. Đấy, và có thể nói về một chút về hometown. Đấy, và tôi sinh ra và lớn lên ở đâu đấy, nếu có liên quan, càng liên quan càng tốt. Và khi các bạn nói về giới thiệu bản thân này này, các bạn phải nói những thứ mà nó liên quan đến công việc nha. Nhớ đi điều đó, các bạn hãy viết xuống, nào comment xuống nào, trả lời liên quan đến công việc, liên quan đến công việc. Chứ các bạn không phải là liên thuyên một hồi về bản thân nhưng mà chẳng có kỹ nào mà nó sẽ giúp cho nhà tuyển dụng biết được rằng là bạn phù hợp với công việc thì nói chung không ăn thua. Đấy, thì một vài câu thôi, 2-3 câu. Màu đầu rằng là tôi như này, tôi tuổi đây, tôi quê quán như thế này, thế kia. Đấy, rồi sau đó các bạn nên nói về những cái experience. Đó, những cái gọi là kinh nghiệm làm việc hoặc là trường học mà bạn, cái major, tức là cái gì, cái chuyên ngành mà bạn đã học và những kinh nghiệm sau khi bạn ra trường làm là gì. Đấy, ví dụ như các bạn có thể nói là okay, I'm Chang, I'm 28 years old and I come from Nam Định. I graduated from the University of Languages and International Studies and after that I have 9 years experiences in teaching English. Đấy, ok. Đó, các bạn có thể nói là I graduated. Tôi graduated. Tôi đã tốt nghiệp from, từ trường nào đấy, University of gì đó. Đấy. Where I major in, nơi mà tôi đã học chuyên ngành. Where I major in, chuyên ngành accounting chẳng hạn, hoặc là teaching, education gì đó. Đấy, tôi tốt nghiệp ở trường này, nơi mà tôi học chuyên ngành gì đó. Ok. Rồi, xong là sau khi tốt nghiệp, after graduation, graduation. Đấy, sau khi tốt nghiệp thì tôi đã làm gì? Tôi đã, ví dụ tôi đã dành 2 năm, I spent, ví dụ, spend 3 years, thì 3 năm working, làm việc as a, gì đó, as a teacher, ở đâu đó, đấy, at gì đó, company chẳng hạn, đấy. After graduation, I spent 3 years working as a teacher at ABC company. Đấy. Đấy chưa? Đó thì đấy là cái mà mình nói về cái kinh nghiệm và về cái công việc của mình. Okay, I'm a little bit hot here. 27 years old, là Trương Tài. Okay. Rồi. Ở IOLO thì các cái khóa học IOLO thì cũng rất là mong muốn là trang bị cho bạn những cái công cụ để các bạn có thể là dùng được ngay sau khi mà mình đi học hoặc là đi làm. Đấy, cho nên là chúng ta cũng học về cái phần giới thiệu bản thân này, và thậm chí là đến cái giai đoạn 3 mình sẽ học cả về interview, tức là cả về phỏng vấn xin việc nữa. Các bạn sẽ có những cái câu hỏi mẫu và những cái đáp án mẫu và được hướng dẫn để chúng ta đi phỏng vấn và xin việc như thế nào. Đấy, cho nên nếu như mà bạn nào mà mong muốn là năm 2020 của mình sẽ đi xin việc phỏng vấn bằng tiếng Anh, đấy thì cũng có thể là inbox cho cô để cô sẽ hướng dẫn các bạn. Hay các bạn có thể là join các khóa học tại IOLO, có cả offline và cả online, đấy, để giúp cho các bạn cải thiện tiếng Anh của mình, cải thiện cái sự tự tin, đấy, và chém gió tiếng Anh đi phỏng vấn như thật luôn.
Đó, thì đấy, mình có thể giới thiệu đó là After graduation, I spent 3 years working as a teacher at ABC company. Và tôi đã gặt hái được rất là nhiều kinh nghiệm, đúng không? Tôi đã đạt được, gặt hái được a lot of experiences, a lot of experiences. Đấy, rất là nhiều những kinh nghiệm này, rồi có thể là skills. Đấy, to be an excellent teacher. Đấy. Đấy, thì đây là ví dụ là cô đang nói về cái chức danh đó là giáo viên nhá. Thì các bạn có thể cho thêm vào những cái kinh nghiệm nào càng cụ thể càng tốt, skills and methods, những cái phương pháp, teaching methods chẳng hạn, những phương pháp dạy này kia này. Thậm chí các bạn có thể liệt kê ra cái phương pháp dạy nào đó, hay là thậm chí các bạn có thể nói là đấy, và sau mấy năm đấy thì tôi đã có một phát triển được một cái phương pháp học mới tên là ABC gì đó chẳng hạn. Đấy, ok. Đó, thì đấy là cái phần giới thiệu về bản thân. Và các bạn có thể nói thêm, nếu như nha, các bạn tiếp tục mong muốn là mình sẽ theo đuổi cái công việc này lâu dài, hoặc là for the rest of your life, tức là từ giờ đến cuối đời luôn, thì các bạn cũng có thể thêm vào. Đấy, ví dụ như là rồi After that, sau đó thì I decided, tôi đã quyết định, I decided to pursue, tôi đã quyết định gọi là theo đuổi công việc này, this job, đấy, for the rest of my life, ví dụ thế. Tức là cái này nó thể hiện cái sự commitment, tức là cái sự gọi là cam kết của bạn đối với cái công việc mà bạn làm đấy. Tôi sẽ theo đuổi nó và tôi sẽ làm sao để trở thành một excellent, một cái người mà làm việc tốt nhất, xuất sắc nhất. Đó, thì đây là đối với trường hợp nào mà bạn nào mong muốn pursue như thế. Còn nếu các bạn không muốn mình theo đuổi công việc này suốt đời, chỉ là tạm thời thôi, thì bỏ qua đoạn này, không nói cái đoạn này. Ok, đấy, nhưng mà một cái tip mà cô hướng dẫn cho các bạn ấy, đấy là nếu như mình cảm xúc của mình như thế nào, cái suy nghĩ của mình như thế nào về công việc đấy, thì các bạn cứ nói hết ra, được chưa? Thậm chí là nói sao cho thật là hay nữa là đấy, thì nó sẽ giúp cho các bạn thể hiện được rằng là à, cái người này xứng đáng với cái công việc đấy, và mình nên cho họ cơ hội bởi vì họ đam mê, họ cam kết. Ok, đó rồi. Ngoài ra các bạn cũng có thể nói cái lý do vì sao mình apply cho cái công ty này đấy. I decided to pursue this job for the rest of my life. Đấy, trong suốt công việc của tôi. Đấy, that's why. Đó là lý do vì sao bây giờ tôi lại apply vào đây. That's why I applied. I'm applying. Apply for có nghĩa là tôi đang ứng tuyển. I'm applying for the job here. Đó là lý do tôi đang ứng tuyển ở vị trí đây. For the job here. Because ví dụ bởi vì your company. Đấy, bởi vì công ty của bạn. Bởi vì công ty của bạn hay là công ty của anh chị đấy, has a great working environment chẳng hạn. Working environment. Environment là gì các bạn? Các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Oops, I'm sorry. Nếu mà không nhìn thấy thì các bạn phải bảo với cô nhá. Đấy, bởi vì tôi muốn apply cho cái công việc ở đây bởi vì cái công ty của bạn có một cái môi trường làm việc rất tuyệt vời mà tôi muốn cống hiến ở trong đó, đúng không? Has a great working environment. Đó,
Nguyễn Tuệ Thương, Sarah Ngọc. Đó, ok, đó thì đấy là một chút giới thiệu về bản thân của mình như thế. Là tôi đã có kinh nghiệm làm việc ở đâu, đấy, và tôi đã học được những cái kỹ năng gì. Đó, ok, ở đấy là cái giới thiệu về bản thân. Cái câu hỏi tiếp theo mà các bạn, câu hỏi thứ hai các bạn có thể được hỏi, và cái câu này khi mà phỏng vấn các cái vị trí tại IELTS ấy, bằng tiếng Anh ấy, hay là cả bằng tiếng Việt thì cô cũng rất hay hỏi, đó là nói về strengths, tức là những cái điểm mạnh, những cái điểm mạnh. Thì tiếp theo nói phần strengths, phần điểm mạnh nha. Rồi, các bạn khi mà cô hỏi câu này, rất nhiều bạn kiểu bị gì nhỉ, phải gọi là gì, bị đơ luôn đấy. Ủa, mình có điểm mạnh gì nhỉ? Xong một số bạn còn nghĩ mãi, xong bảo em không thấy em có điểm mạnh gì. Trời ơi, xong mình nghĩ chứ, thế mà cũng dám đi phỏng vấn, bó tay luôn. Khi các bạn, trước khi các bạn đi phỏng vấn ấy, hay trước khi các bạn làm bất cứ điều gì, các bạn phải chuẩn bị trước, ok? Chúng ta phải search những câu hỏi bằng tiếng Anh và chúng ta list ra khoảng 10 đến 20 câu mà thường xuyên mình được hỏi nhất. Và mình phải chuẩn bị nói nó một cách trôi chảy và tự nhiên trước khi mình đi phỏng vấn. Đấy chưa? Đấy, và một trong những câu này là câu mà thường xuyên được hỏi luôn. Đấy, dưới dạng như này hoặc là một số các dạng khác. Đấy, thì nó cũng đều là nội dung là nói về cái điểm mạnh của mình. Ok, thì các bạn hãy liệt kê ra khoảng, các bạn chuẩn bị nha, ít nhất là 5 cái strengths của bản thân mình, 5 cái điểm mạnh của bản thân mình. Đó, strength, hoặc là người ta có thể dùng cái từ khác đó là strong points. Strong points, đấy, cũng là những điểm. À, tôi là một người disciplined, tức là một người kỷ luật. Đấy, tôi là một người có kỷ luật. Và tất nhiên các bạn có thể nói cái gì cũng được, nhưng các bạn phải có ví dụ ra đây, các bạn phải giải thích là vì sao tôi lại là người có kỷ luật. Đấy, ví dụ như là tôi luôn luôn đi đến đúng giờ chẳng hạn, đó là I'm punctual. Đó, punctual là luôn luôn đến đúng giờ. I'm punctual và luôn luôn gọi là finish và the deadline, đúng không? On time, finish the deadline, deadlines, những cái deadline luôn. On time, đấy, đúng hạn, đúng giờ, chứ không bị miss, đấy, hay là không bị muộn giờ chẳng hạn. Đó, thì đây là một cái strong point và mình giải thích ra bằng 2, 1 cho đến 2 hoặc là 3 câu. Đó. Và nhớ là các bạn phải tìm hiểu trước xem cái văn hóa công ty đấy là như thế nào. Nếu như văn hóa công ty của họ đề cao cái sự kỷ luật thì các bạn có cái điều đó thì các bạn nên đề cập trong cái bài phỏng vấn của mình. Đấy, còn nếu như công ty đấy nó đề cao sự sáng tạo thì các bạn phải thực sự là tìm hiểu xem sáng tạo là như thế nào, mình có bao nhiêu phần trăm của sự sáng tạo đấy để mình nói cho nó phù hợp. Tất nhiên đừng có không nói thành có nhé, nhưng mà ví dụ có khoảng mình cũng có sự sáng tạo đấy, không phải là xuất sắc lắm nhưng mà cũng có, thì mình cũng nên đề cập vào, được chưa? Đấy, các bạn có thể nói những cái điểm mạnh như kiểu là, hoặc là một cái điểm mạnh nữa mà hầu hết các công ty cũng đề cao, đó là sao nào, tức là chúng ta có một cái sự responsible. Đấy, tức là chúng ta là một người rất là có trách nhiệm, đúng không? Có trách nhiệm. Đấy, trách nhiệm là như nào? Ví dụ như là I'm always the leader in every assignments at my university. Đấy, ví dụ tôi luôn luôn là leader của các cái bài tập của trong trường của tôi chẳng hạn. Đấy. Đấy, một lần nữa cô lại nói lại với các bạn nhé, đừng có không nói thành có. Tức là ví dụ các bạn là leader thì các bạn hay nói, còn ở trên trường mình toàn là được giao cái gì thì làm cái đấy, thậm chí người ta giao cho mình còn chả làm ấy, thì các bạn đừng nói là mình là leader, bởi vì người phỏng vấn họ có thể nhìn ra ngay, hoặc họ sẽ hỏi thêm một vài câu để làm rõ cái điểm đó, mà khi họ hỏi mà bạn không nói được ấy thì là bạn ăn đòn đấy, người ta sẽ mất niềm tin với bạn luôn đấy. Ok, đó, cho nên là mình hãy thử tìm xem, ngồi lại trước khi đi phỏng vấn, ngồi lại xem những cái điểm mạnh thực sự của mình là gì.
đấy, và những cái dẫn chứng xác đáng cho cái điểm vạch đó là như thế nào. Yeah, ok, Trần, Diệp Trần sang. Rồi, đó, tôi là một người responsible because I'm always, tôi luôn luôn. A leader, là một người leader in almost, trong hầu hết tất cả những cái bài tập nhóm, assignments, hoặc là group work at my university. Đấy, trường đại học của tôi. Đấy, ví dụ như vậy, đấy là một cái dẫn chứng. Đó. Rồi, một cái nữa các bạn cũng có thể ấy nói nữa là đó là tôi là một dedicated, tức là một người tức là cống hiến ấy, đấy, dám hy sinh vì sự nghiệp chung ấy, vì công việc chung ấy. Đó. Chưa? Dedicated. Hoặc là creative, sáng tạo này. Creative. Đó, creative. Đó, hay là một cái nữa ví dụ như là positive. Đấy, tôi là một người rất là lạc quan, rất là vui vẻ chẳng hạn. Ok, các bạn tránh nói những cái từ và những cái tính từ mà nó rất là chung chung nhá. Bởi vì khi mà cô phỏng vấn thì không biết là các bạn học mẫu ở đâu ấy, mà thấy rất nhiều bạn nói giống nhau, lúc nào cũng em very cái gì friendly đúng không? Rất là thân thiện. Đấy. Đấy, rất là thân thiện. Ok. Thân thiện à? Nhìn là biết là bạn có thân thiện hay không, cũng không cần phải bạn nói lắm. Thì nếu như bạn thực sự thân thiện thật thì bạn phải nói là như nào gọi là thân thiện. Đấy, còn nếu không hãy tìm ra những cái tính từ nào nó thể hiện bản thân mình tốt hơn và nó kiểu gây ấn tượng hơn. Ok. Câu hỏi tiếp theo thường người ta cũng sẽ hỏi đó là weakness. Trái với điểm mạnh sẽ là weakness, hoặc là số nhiều sẽ là weaknesses. Weaknesses. Các bạn có thể comment cái từ này xuống nhá. Bởi vì nhiều bạn cứ bị thiếu một chữ S này. Đấy. Hay là biết nhầm, biết sai gì đấy. Weaknesses. Rồi. Trong sự nghiệp 3-4 năm phỏng vấn bằng tiếng Anh của cô giáo Trang thì cô có nhận được khoảng 3 cho đến 4 người nói rằng là I don't have any weakness. Em chả có cái điểm mạnh gì cả. À, chả có ít cái điểm yếu gì cả. Ok, sau khi nghe câu đấy ấy, mình chỉ cười thầm bên trong mà nói và nghĩ rằng là chứng tỏ là em không nhận thức được về bản thân mình, không nhận biết được về bản thân mình. Và khi mà mình không nhận biết được về bản thân mình thì mình cũng rất khó để nhận biết được những người xung quanh, hiểu được những người xung quanh. Và như thế thì kỹ năng làm việc nhóm cũng sẽ không tốt. Được chưa? Và ngoài ra người này cũng sẽ là một người khá là arrogant, tức là kiểu tự tin thái quá về bản thân và không nhận thức được những cái điểm hạn chế của mình để mình tiến lên. Đấy, cho nên là không hề, không có bất kỳ ai không có một cái điểm yếu nào đâu các bạn ạ. Nên là khi mình không tìm ra được một điểm yếu của bản thân có nghĩa là mình đang không nhận thức được về bản thân. That's it, thế thôi. Thế cho nên khi mà được hỏi về weaknesses là những cái điểm yếu ấy thì các bạn cũng sẽ nên chuẩn bị khoảng 3 cái điểm yếu. Tất nhiên khi mà người ta hỏi ấy, thì mình nói một cái thôi. Trừ khi người ta bảo là em liệt kê 3 cái thì mình liệt kê hẳn 3 cái ra. Đấy, nhưng mà mình cứ phải chuẩn bị trước, được chưa? Tránh trường hợp là nói một cái xong rồi người ta hỏi thêm cái nữa thì cũng nghĩ mãi chả nói ra được. Đấy. Hoặc là các bạn có thể chơi chiến thuật là nói một cái thôi. Sau khi người ta bảo thế còn cái gì nữa không thì bảo là em nghĩ là em có thêm rất là nhiều cái cần cải thiện, nhưng mà cái này là cái nổi bật nhất rồi. Đấy, thế thôi. Mình nói thế thôi cũng được. Ok, thì đối với weakness thì chúng ta sẽ có các cái cách để nói như sau. Các bạn chọn một cái weakness nào mà mình có thể nói theo cách nó biến thành điểm mạnh được. Ok, ví dụ như là điểm yếu của em là gì? Ok, I'm a perfectionist. Perfectionist. Đấy, các bạn nhìn rõ nhỉ? I'm a perfectionist.
Xin chào Liên chị Nguyễn Tuệ Thương. Rồi, perfectionist có nghĩa tôi là một người có chủ nghĩa hoàn hảo. Các bạn biết như nào là chủ nghĩa hoàn hảo không? Có một số bạn sẽ là muốn làm cái gì nó cũng phải thật là hoàn hảo. Và đương nhiên khi như thế thì cái điểm yếu ở đây đó là thì những người như thế thường sẽ mất nhiều thời gian hơn để hoàn thành công việc, bởi vì họ thường check đi check lại cái công việc hoặc là tìm hiểu cái công việc của mình rất là kỹ trước khi làm, trong khi làm và sau khi làm, đúng không? Thì nó sẽ mất thời gian, đúng không? Đấy, thì đấy là một cái điểm yếu, nhưng đồng thời nó cũng có một cái điểm mạnh, đó là thể hiện rằng là mình là một người cẩn thận, đúng không? Và một người luôn luôn muốn hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Đó, thì các bạn có thể nói như thế: I'm a perfectionist. So it takes a little more time. A little more time. Đấy, nó mất thêm một chút thời gian. To finish my job. Finish my work chẳng hạn. Finish my work. Bởi vì, because I often ví dụ như là I often double check. Đấy, double check có nghĩa là chúng ta check đi check lại khoảng 1-2 lần. Đấy, double check everything. Đấy, tôi thường double check mọi thứ đó, hoặc là tìm hiểu kỹ hơn về cái công việc của mình, ví dụ vậy. Đấy, thì đây là một cách để chúng ta biến một cái điểm yếu thành một cái điểm mà ok, nghe nó sẽ ấy hơn rất là nhiều, nó hợp lý hơn rất là nhiều. Đấy, thì đấy là một cách nha. Các bạn có nhìn thấy không nhỉ? Đấy là một cái chiến lược số 1. Rồi, cái chiến lược số 2 mà các bạn có thể dùng, đó là mình nói về một cái điểm yếu nhưng mà mình đang cải thiện nó. Đấy, ví dụ các bạn có thể nói như sau: mặc dù các bạn đang phỏng vấn bằng tiếng Anh nhá, nhưng các bạn có thể nói là okay, my weakness is that. Đó, điểm yếu của tôi là my weakness is that. My English is not really excellent. Đấy, mình đừng nói là good ở đây nha. Tức là cái điểm yếu của tôi là tiếng Anh của tôi cũng không thực sự là xuất sắc lắm. Đấy, không thực sự xuất sắc lắm. Có nghĩa là nó cũng ở mức độ gọi là tốt vừa phải. Đấy, còn nếu như các bạn là nói là my English is bad thì là không ổn rồi nha. Thì bad thì là nó lại tội tệ quá rồi. Đấy, cho nên mình nói dạo và tránh điều một chút. Tức là tiếng Anh của tôi nó không thực sự là xuất sắc lắm. Đấy, tuy nhiên, however, đúng không? Tôi đang học hàng ngày, học đêm, để ví dụ vậy. However, đấy, I'm working on it. Working on có nghĩa là tôi đang cải thiện nó. Tôi đang làm mọi thứ để giúp nó thay đổi tốt hơn. Đấy, thì đấy ý nghĩa của từ work on. Work on, I'm working on it. Đấy, nhưng mà tôi đang cải thiện nó. By bằng cách là learning every day, learning English every day. Học tiếng Anh mỗi ngày bằng cách xem TV, bằng cách đọc sách, đọc báo, các kiểu, nói chuyện với người nước ngoài. Để các bạn có thể liệt kê thêm ra một chút để thể hiện rằng là tôi đang work on nó như thế nào. Đó. Thì đấy là cái chiến lược số 2 mà các bạn có thể dùng. Ừ, cái này tôi cũng hơi yếu một tí đấy, nhưng mà tôi đã làm cái này, tôi đã làm cái kia để tôi cải thiện nó. Thì người ta cũng sẽ thấy là ok rồi. Cái người mà mong muốn cải thiện bản thân và đang làm mọi thứ để cải thiện bản thân thì cũng là một người tốt đấy, và một người mà trong tương lai họ có thể cải thiện được cái đấy. Ok, đó thì đấy là về phần điểm yếu. Rồi, một cái câu hỏi nữa cũng cực kỳ quan trọng tiếp theo mà các bạn có thể dùng. Đấy, đó chính là
Câu thứ tư đó là nói về cái future plan. Future plan. Đấy, tức là những cái mục tiêu tương lai của các bạn. Đây là một câu hỏi gần như là công ty nào cũng sẽ hỏi. Ok, đấy, khi mà phỏng vấn bằng tiếng Anh, future plan. Đó, kế hoạch tương lai. Ví dụ như người ta có thể nói là in the next 5 years, trong 5 năm tới, who do you want to become? Bạn muốn trở thành ai? Đấy, hoặc là đấy, in the next 10 years, hoặc là in the next 1-2 years, hoặc là what is your goal in our company? Đấy, cái mục tiêu của bạn trong công ty của tôi là cái gì? Đó, thì mình sẽ chuẩn bị cái phần future plan này. Và cái future plan này các bạn nên nói nó cũng liên quan và phù hợp với công việc của họ. Đấy, ví dụ như giả sử như ở IELTS là tuyển vị trí huấn luyện viên tiếng Anh đúng không? Thì mình có thể nói là ok, in the next 3 years, trong vòng 3 năm tới thì tôi my goal, cái mục tiêu của tôi is to become, là sẽ trở thành a great teacher, một giáo viên giỏi chẳng hạn. Đấy, who, người mà sẽ truyền cảm hứng cho tất cả những học sinh của tôi. Đấy, who inspires. Đấy, inspires my students to learn English chẳng hạn. Đấy, truyền cảm hứng cho học sinh của tôi để học tiếng Anh. Đó, thì đấy là vị trí giáo viên. Còn các bạn có thể nói, ví dụ như các bạn làm công việc ở công ty nước ngoài nào đó, thì các bạn có thể nói là ok, in the next 1 year, hoặc là in the next 2 years. In the next, ví dụ 2 years chẳng hạn, trong vòng 2 năm tới, I want to become a manager. Tôi muốn trở thành một nhà quản lý chẳng hạn. Become a manager. Đó, một nhà quản lý về cái lĩnh vực gì đấy mà các bạn làm việc. I want to become a manager. Đó, và cống hiến cho công ty và cho sự phát triển của công ty của bạn. Đấy, các bạn luôn nhớ đó là người ta sẽ rất là thích những người nào mà muốn đóng góp cho cái sự phát triển của công ty, chứ không phải là đến chỉ là đi làm và lấy lương như bao người khác. Đấy, và các bạn khi mà các bạn có một công ty, các bạn mở một công ty, các bạn cũng thế thôi. Ai cũng muốn là những người mà làm việc cùng với mình sẽ luôn luôn mong muốn có cái sự đóng góp. Đấy, đóng góp cho cái sự phát triển của công ty. Đấy, cho nên là mình đặt mình vào vị trí của cái nhà tuyển dụng ấy. Và sau đó là các bạn nghĩ xem là nếu như mình nói như thế thì họ có đánh giá cao hay không. Đó. Rồi, tôi muốn gọi là trở thành một manager để đóng góp nhiều hơn cho công ty chẳng hạn. Đấy. Ok, cho nên bây giờ thì tôi sẽ phải học và làm việc rất là nhiều để đạt được cái mục tiêu đấy. Đấy. Therefore, chính bởi vậy, now I'm willing. Đấy, bây giờ I'm willing, tôi sẵn lòng learn and work, hoặc là work and learn đều được nhé. Learn and work hard to achieve my goal. Achieve, các bạn nhìn giống nhỉ? Achieve my goal. Đấy, để đạt được cái mục tiêu của tôi. Bạn biết bài gì đấy không? Ok. Hay là bên này đúng nhỉ? Để hơi nhầm bên. Ok. Đó, thì đấy là, và các bạn phải chuẩn bị trước nha, xem là nếu như trong vòng 2 năm tới, 3 năm tới, 5 năm tới thì mình thực sự muốn nói điều gì
Mình cũng sẽ đánh giá cao một số bạn mà ambitious một chút. Ambitious tức là có tham vọng một chút. Đấy, ambitious. Ví dụ như một số bạn có ambitious là sau này mình sẽ mở công ty về một cái lĩnh vực ABC nào đó. Cho nên bây giờ họ rất là khao khát là được làm việc và được cống hiến để mình tích lũy thêm kinh nghiệm. Đấy, thì tất nhiên là cái ambitious này, cái tham vọng này trong vòng khoảng 3 năm tới hay là 5 năm tới, sau khi mình đã cống hiến rất nhiều cho công ty rồi thì là ok. Thế còn nếu mà em muốn mở công ty trong vòng 5 tháng tới hoặc là 6 tháng tới thì thế thì chú làm ở đây được 5 tháng với 6 tháng chú ra mở công ty thì làm gì đã làm ăn được cái gì, đúng không? Đấy, thì cái đấy nó không ấy, nhưng mà đó, bạn là mình có tham vọng và bạn sẵn lòng, sẵn sàng là làm việc và perform ở cái gọi là peak performance, tức là mình thể hiện một cách đỉnh cao đấy để mình có thêm những kinh nghiệm, có thêm những kỹ năng để sau này mình có thể vào công ty chẳng hạn đó. Thì đối với những bạn nào mà các bạn mong muốn như thế thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể nói ra, cũng không ngại cái việc là nói ra thì họ sợ gì này kia. Ok, tất nhiên mình cũng phải nhìn người phỏng vấn nữa nha. Cái này thì nó lại ở cái cấp độ nó cao hơn rồi, là các bạn phải biết nhìn người một chút. Các bạn đi phỏng vấn lẽ ra là người phỏng vấn phải nhìn các bạn đúng không, nhưng các bạn cũng phải nhìn lại cái người phỏng vấn xem họ là người như nào. Họ là một người cởi mở hay là một người khép kín, là một người dễ tính hay là một người khó tính, là một người vui vẻ hay là một người nghiêm túc. Đấy, ví dụ như vậy, để mình có những cái cách ứng xử nó phù hợp. Ví dụ họ là một người vui vẻ, vui tính thì mình cũng hoàn toàn rất là vui vẻ, vui tính và thoải mái chia sẻ thôi. Còn nếu như họ là một người kiểu như là nghiêm khắc ấy, thì cái phong thái của các bạn phải cực kỳ là chuyên nghiệp. Nói câu nào phải ăn nói gãy gọn, phải nói đúng vào chủ đề, đừng có nói lan man. Người ta hỏi một câu thì mình cứ dẫn dắt đủ kiểu, nói xong 5 phút nó không hiểu là nói cái gì, thì đối với những người đấy bạn sẽ bị tạch ngay lập tức. Được chưa? Cho nên ở nhà chúng ta phải chuẩn bị trước thật là chu đáo trước khi mình tới phỏng vấn. Ok, rồi còn một câu hỏi nữa đó là do you have any questions? Các bạn còn câu hỏi gì không? Đấy, thì ok, đối với câu hỏi này thì thực ra mà nói personally I don't need you to ask anything. Đối với cô, với vai trò là một người phỏng vấn thì cô cũng thực ra là hỏi thế cho nó vui thôi, chứ còn các bạn hỏi gì cũng được mà không hỏi gì cũng được. Tuy nhiên thì các bạn cũng vẫn có thể nên chuẩn bị cho cái câu hỏi này một chút. Đấy, sau khi bạn tìm hiểu rất là kỹ về công ty rồi, có một vài cái thông tin mà bạn không nắm rõ đấy, thì mình cũng nói ra như thế. Ok, so I've searched for the information about your company, but I don't find anything related to the working hours. Ví dụ như thế, tôi đã search rất là nhiều các cái thông tin về công ty của anh rồi, nhưng mà tôi không thấy cái thông tin về gọi là giờ làm việc như thế nào. Đấy thì đấy thì can you tell me that about gì đó. Đó, thì lúc đấy là họ sẽ thấy là à, tức là bạn này cũng đã search rất là nhiều thông tin về công ty mình rồi, chứ không phải là không biết gì, tức là họ cũng thể hiện một sự quan tâm nhất định. Đó, thì cái đấy cũng có khi là một cái sự đánh giá cao. Cho nên các bạn phải lợi dụng mọi cơ hội để nói với họ, cho họ biết rằng là bạn quan tâm như thế nào và bạn đã tìm hiểu như thế nào về công ty của họ rồi. Đấy, thì các bạn lưu ý điều đó nhé. Ok, còn tất nhiên các bạn sẽ phải chuẩn bị những cái câu hỏi về ví dụ như là past experience. Đấy, hay là last job. Past experience tức là những cái kinh nghiệm ở những công việc cũ. Đó, thì mình phải liệt kê ra mình đã có những kinh nghiệm gì, kinh nghiệm gì, kinh nghiệm gì. Tôi đã học được điều gì. Đấy, tôi đã cải thiện được như thế nào. Đó, và một câu hỏi nữa thỉnh thoảng cô cũng hay hỏi. Đấy là why did you leave your last company?
Đấy, tức là vì sao bạn rời cái công việc cũ. Đó. Thì thực ra mà nói thì các bạn nên trung thực. Đấy. Là vì sao mình đấy. Ví dụ rằng là okay, I didn't really get on very well with my last boss. Đấy, tôi không gọi là get on well ấy. Là gì nhỉ? Get on well. Có nghĩa là tôi không được hòa thuận hoặc là không hợp lắm với anh sếp cũ. Tuy nhiên, tuyệt đối đừng bao giờ nói xấu về công ty cũ của các bạn. Ok, bởi vì khi mà các bạn đã nói xấu về công ty cũ thì các bạn hoàn toàn có thể nói xấu về bất cứ ai. Được chưa? Đó, cho nên mình chỉ nói là ok, I really didn't get on very well with my boss. Đấy. Get on well with my boss chẳng hạn. Nhưng mà mình cũng có thể nói thêm. But I think that in your company, tức là nhưng mà tôi nghĩ rằng là ở công ty của anh ấy thì tôi có tiếp xúc với một số người thì tôi thấy ai cũng rất là thân thiện. Đấy, và tôi tin rằng là tôi sẽ rất là phù hợp với cái môi trường làm việc ở đây. Đó, các bạn hiểu không? Tức là mặc dù tôi không get on well với ông sếp cũ nhưng mà tôi thấy là môi trường với lại mọi người ở đây rất là thân thiện. Đấy, tôi nghĩ là tôi sẽ get on rất là well với lại mọi người ở đây. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Đó, hoặc là công ty cũ thì không ấy, bởi vì là ok, I want to seek more challenging job chẳng hạn. Hoặc là I want to look for a more challenging job. Challenging job. Thì đây cũng là một câu trả lời khá là thông minh. Đấy. Look for a more challenging job. Challenging có nghĩa là thử thách. Đấy, tôi muốn tìm kiếm một cái công việc mà nó có cái tính thử thách cao hơn. Đó, có nghĩa là ok, công việc cũ tôi làm thì cũng rất là ok, chẳng có vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì tôi thấy nó kiểu nó không giúp tôi phát triển được mấy ấy. Thì nó làm đi làm lại những cái đấy thì tôi thấy là tôi làm tốt rồi. Bây giờ tôi muốn tìm những công việc mà nó thử thách hơn. Thì nếu như công ty nước ngoài mà các bạn đã apply vào ấy là một công ty mà họ phát triển mạnh và có rất là nhiều những cái thử thách cho các bạn, thì những cái người phỏng vấn họ cũng sẽ rất là thích một người như này, dám chấp nhận thử thách, dám làm những thứ nó khó hơn để phát triển bản thân mình. Đấy, look for a more challenging job. Đấy, ví dụ vậy. Nước Thái này, hay thậm chí là các bạn đang ở Mỹ này, hay là các bạn ở Nhật này, đấy, ở Hàn này, đó, cũng học online, học trực tuyến cùng cả lớp luôn, cùng cô giáo, cùng trợ giảng. Đấy, và mình cũng sẽ có một cái group lớp đấy, cũng có đăng bài tập và các bạn làm bài tập hàng ngày và được chữa bài, đấy, được góp ý, thậm chí có thể là học thêm ở ngoài giờ đấy, để giúp cho các bạn cải thiện được tiếng Anh của mình và phát âm tốt hơn, hay hơn, phản xạ xịn hơn và có thể giao tiếp được những cái tình huống thông dụng trong đời sống hàng ngày. Và cái khóa học đó nó sẽ kéo dài trong vòng 4 tháng. Ok, 4 months. And you will study like 120 days during the course. Đấy, và trong suốt khóa học đấy chúng ta sẽ học 120 ngày luôn, chứ không phải là chỉ học 4 tháng kiểu một tuần sẽ 2 buổi đơn thuần. Ok, đó, 2 buổi ở trên lớp, nhưng mà những ngày còn lại ở nhà chúng ta cũng sẽ đều được biết học cái gì, học như thế nào, phương pháp học, tài liệu học đều có hết rồi. Cho nên là những bạn nào mà mong muốn cải thiện trong năm 2020 đấy, thì có thể comment cho quan tâm ở dưới hoặc là inbox cho cô nhé. Đó, và như cô cũng nói đó là cái khóa học trực tuyến của IELTS thì gần như đó là các bạn ấy cái so với việc học offline, bởi vì là cái giá trị cốt lõi của IELTS ấy. Đấy, những bạn nào mà mong muốn apply vào làm việc ở IELTS thì phải tìm hiểu những cái văn hóa, những cái giá trị cốt lõi của công ty, đúng không? Đấy, thì một trong những giá trị cốt lõi đấy là tận tâm phục vụ học viên, gọi là trên mức mong đợi luôn. Đó, thì
đấy là cái có thể giúp cho các bạn thay đổi được toàn bộ cái tương lai về mặt tiếng Anh của mình đấy, và thậm chí được học thêm những cái về tư duy để giúp các bạn mở rộng tâm hồn mình ra hơn, trở nên tự tin hơn, trở nên tích cực hơn, trở nên kỷ luật hơn nữa.